Lan Quả TV xin kính chào các bác. Thì khoảng một tuần nay thì em cũng bận bịu quá, không có thời gian làm video. Thì hôm nay cũng lên có cái dịp làm cái dịch chuối này thì cũng lên trò chuyện với các bác, chia sẻ với các bác một chút. Thì ở đây em có một cái hộp em làm dịch chuối. Cái chuối này thì là cái chuối xanh. Chuối xanh nha các bác. Đấy, em làm từ chuối xanh. Thì hiện tại cũng sắp dùng được rồi, được gần 2 tháng rồi các bác. Đấy, thì hôm nay em chia sẻ với các bác cái cách làm chuối chín. Thì cái chuối chín này cũng có rất là nhiều người làm và nó cũng rất là nhiều cách các bác. Còn hôm nay em chia sẻ với các bác cái cách của em. Em cũng chưa làm lần nào nhưng mà cũng xem tìm hiểu, mày mò tìm hiểu rồi. Thì hôm nay em sẽ làm để các bác cùng tham khảo. Có gì các bác cùng đóng góp ý kiến. Các bác nhớ like và ủng hộ, đăng ký kênh, ủng hộ cho Lan Quài TV nhá. Rồi, thì tiếp theo là đây là em sẽ cho nước vào em luộc. Thì ở đây là em thái khoảng 1 cân chuối, em cân 1 cân chuối. Thì em sẽ đun lên cái nước đun này thì mình sẽ bổ sung đủ lượng nước sau. 1 cân chuối thì em ngâm với 5 lít nước. 4 lít rưỡi hoặc 5 lít đấy. Thì khi mà em luộc chuối thì bây giờ em sẽ tiến hành luộc chuối này. Đó. Khi luộc chuối này thì chúng ta lấy cả cái nước nước chuối để ngâm nha các bác nhé. Thì khi mà luộc xong thì nếu mà thiếu nước thì chúng ta có thể bổ sung cái nước để cho nó đủ lượng nước lúc sau. Đấy. Hiện tại thì em sẽ đun sôi vậy, em sẽ cho nhỏ lửa. Đun khoảng nửa tiếng nha các bác nhé. Nửa tiếng hoặc hơn, hoặc 45 phút. Đó. Khi mà chuối đã sôi bùng lên thì chúng ta sẽ cho nhỏ lửa đi này. Đó, và để đây hầm. Sau khi em hầm được 1 tiếng. Sau khi hầm 1 tiếng thì chúng ta sẽ tắt bếp và để nguội nha các bác nhá. Sau 1 ngày thì hôm nay em bỏ ra, em xay. Xay nhuyễn cái phần thịt chuối nha các bác nhé. Xay nhuyễn cái phần thịt chuối ra. Còn cái phần nước này thì chúng ta giữ nguyên. Phần nước này chúng ta giữ nguyên và sau khi xay xong thì chúng ta sẽ đổ hết vào thịt chuối và bổ sung thêm cái lượng nước đủ cho cái phần chuối nha các bác nhé. Theo em được biết thì làm cái cách xay này thì chúng ta nhanh được dùng hơn. Chúng ta không phải đợi như em làm cái chuối xanh. Em làm cái chuối xanh em đổ nước mía vào. Thì cái đấy thì em phải đợi đến hơn 2 tháng, 3 tháng dùng nó mới tốt cơ các bạn. Còn cái này thì chúng ta có thể dùng sớm hơn. Sau khi xay nhuyễn như này em thì các bác nên cũng nên ủ nhá, ủ để cho nó lên men thì nó sẽ tốt hơn. Em sẽ lọc lấy cái nước này để
đổ cái phần thịt chuối xay được vào nước để tí chúng ta sẽ lọc. Đó. Đổ phần thịt chuối ra và xay nốt phần phần chuối chưa xay. Xay nhuyễn hết ra nha. Kể cả cái phần thịt chuối nó khó xay quá thì chúng ta cứ cho thêm một chút nước vào xay cũng ok các bạn. Để cho nó dễ xay. Giờ sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành lọc nha các bác nhé. Lọc để khi mà phun tưới thì nó rất là tiện, không bị tắc vòi nữa. Mà cũng đến lúc đấy cũng chúng ta dùng thì cũng không cần phải lọc nữa mà chỉ việc dùng thôi thì nó rất là ok, rất là tiện. Đó. Đó, máy đều lên để lọc. Nếu nó đặc quá thì chúng ta có thể cho thêm nước nha các bác nhé. Mà chắc chắn là cũng sẽ phải chế thêm nước rồi. Vì khi chúng ta đun thì nước hầm thì nước nó cũng đã cạn. Chắc chắn là tí nữa thì cũng phải cho thêm lượng nước cho nó đủ với lượng chuối. Rồi, bây giờ thì sẽ tiến hành lọc. Giờ cái nồi đi đã. Đó. Rất là ok nha các bác nhỉ. Đó. Đây. Em quay sát đây. Quay sát vào cái nồi. Đấy. Cái phần dưới nồi này các bác này. Rất là nhuyễn. Và khi phun ấy, thì chúng ta sẽ ủ. Và khi nó lên men thì phun thì nó sẽ không bị tắc đâu các bạn. Cái tỷ lệ tắc thì rất là khó rồi. Đấy, và cứ thế này chúng ta sẽ lọc hết. Lọc hết nha các bạn nha. Sau khi mà lọc xong bạn em đã để hết ra đây rồi. Đó. Thì nó được cái phần dung dịch nó rất là nhuyễn như này nha các bác nhé. Rất nhuyễn này thì em sẽ tiến hành là em đổ vào can. Đấy, các bác có bình thì các bác đổ vào bình. Đấy, em đổ vào can này. Đó, khi mà lọc thì đến phần cạn nó cũng rất là nhuyễn nha các bác nhé. Rất là nhuyễn. Sau khi đổ vào thì với một cái can 5 lít như thế này em sẽ bổ sung thêm đúng cái lượng nước của nó. Thịt chuối là của em là 1 cân.
Cho nên em sẽ đổ khoảng 4 lít, 4 lít đến 4 lít rưỡi. Thậm chí là các bác để đổ 5 lít cũng được, 1 cân cho 5 lít nước cũng vẫn ok. 4 lít cũng ok. Đấy, tầm khoảng 4 đến 5 lít nước nha các bác nhé. Trung bình là khoảng 200 gram, 200 đến 300 gram 1 lít nước. Đó. Em đổ khoảng 4 lít rưỡi. Và sau những cái bước cực kỳ đơn giản đấy thì em cũng đã có một cái can dịch chuối mới. Và cái cách làm này thì có lẽ là tận dụng tối đa các cái chất dinh dưỡng trong quả chuối hơn và dùng nhanh hơn. Đấy thì mỗi loại nó có một cái đặc điểm riêng. Cái loại này thì vừa rồi thì em cũng đi mua nước mía để đổ vào đây nhưng mà không mua được. Thì các bác nào ví dụ có điều kiện thời gian chẳng hạn thì các bác có thể đổ vào đây khoảng 5 lít nước, các bác đổ khoảng 250ml nước mía vào thì nó nhanh lên men hơn. Với cái cách làm này thì thực chất nó cũng đã nhanh hơn cái cách làm này rồi. Thì đổ nước mía vào thì chỉ khoảng 1 tuần hoặc hơn 1 tuần là chúng ta có đã có thể phun tưới rất là ngon lành rồi, nó lên men rất là chuẩn. Đấy thì xin kính chào các bác. Các bác nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho Lan Quái TV nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác vào video lần sau.